Thời gian gần đây, tình trạng tuổi vị thành niên, tức người chưa đủ 18 tuổi vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và để lại những hậu quả đau lòng cho gia đình và xã hội. Cùng với gia tăng về số vụ thì mức độ nghiêm trọng của loại tội phạm này cũng tăng lên, đặc biệt nổi lên tình trạng phạm tội theo nhóm, sử dụng hung khí nguy hiểm. Thực trạng này đặt ra nhiều vấn đề trong công tác phòng ngừa, nhất là việc quản lý, giám sát và giáo dục từ phía gia đình, nhà trường, các ngành chức năng và cộng đồng xã hội. Tại nhà tạm giữ của Công an huyện Khoái Châu, trong số những người phạm tội đang bị tạm giam thì có cả những thiếu niên tuổi từ 15 đến 17, dù còn trẻ nhưng đã vướng vòng lao lý. Chu Văn Hắc, 16 tuổi, quê ở huyện Yên Mỹ, bị Công an huyện Khoái Châu tạm giữ do tham gia vụ đánh người gây thương tích, gây rối trật tự tại xã Dân Tiến tối ngày 2 tháng 10. Cháu đi mượn đường cầm giáo và cầm bia đánh nhau. Cháu ở đây cháu rất sợ hãi, cảm giác buồn, đến nỗi. Chu Văn Hắc là một trong số 21 người tham gia vụ gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng hầu hết đều dưới 18, thường xuyên lập nhóm, mang theo những hung khí nguy hiểm, diễu hành trên các tuyến đường ở huyện Yên Mỹ và huyện Khoái Châu vào buổi tối để tìm hẹn các nhóm khác để đánh nhau. Trong vụ tối ngày 2 tháng 10 tại xã Dân Tiến, các đối tượng đã dùng dao phóng lợn để hành hung người đi đường, khiến anh Lường Ngọc Quyến bị trọng thương ở vùng cổ, phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Điều đáng nói, anh Quyến không có mâu thuẫn gì với nhóm đối tượng này, nhưng đang đi trên đường thì bị các đối tượng đánh nhầm. Tối hôm 2 là xuống Khoái Châu để xử lý mâu thuẫn. Để chuẩn bị những hung khí gì? Có 6 cái giáo. 10 tháng đầu năm, Công an huyện Khoái Châu đã điều tra xử lý 6 vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện, khởi tố trên 30 đối tượng, trong đó đa số là người chưa thành niên, nhiều em vẫn còn đang đi học. Trong số này có những vụ án gây ra hậu quả nghiêm trọng, điển hình như khoảng 22 giờ ngày 14 tháng 7 tại xã Đông Ninh, hai nhóm thanh thiếu niên ở xã Đại Tập và Đông Ninh cầm hung khí rượt đuổi nhau trên đường. Trong quá trình lái xe máy đuổi nhau, hai thiếu niên mới 15 và 16 tuổi ở xã Đại Tập đâm vào nhà dân ven đường dẫn đến tử vong. Ông Đỗ Tất Thường sống ở mặt đường Dốc Bái, xã Đồng Kết từng chứng kiến các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau tại đây, khiến ông không khỏi bức xúc và lo lắng về vấn đề an ninh trật tự. 2-3 một người mà xe không mũ bảo hiểm phóng chạy rồi trên vai thì vác toàn típ sắt mấy phóng lợn, rồi chai bia của nông dân chúng tôi bán hàng là lấy ném nhau ở trên dọc đường, nên nhân dân chúng tôi rất lo sợ. Đây là những hung khí nguy hiểm mà Công an huyện Tiên Lữ thu được trong các vụ thanh thiếu niên gây rối, ẩu đả, đánh nhau trong thời gian vừa qua. Dù còn ít tuổi, song các đối tượng sẵn sàng sử dụng những hung khí này để gây thương cho người khác. Trong 2 tháng gần đây, trên địa bàn huyện Tiên Lữ xảy ra 2 vụ gây rối, cố ý gây thương tích có sự tham gia của hàng chục thanh thiếu niên, độ tuổi từ 16 đến 20. Trong đó, vụ xô xát giữa hai nhóm tại xã Hải Triều tối ngày 28 tháng 7 khiến một thanh niên bị thương nặng do bị chém vào người. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội mà các đối tượng này lập nhóm để hẹn đánh nhau. Thì tối nào bọn em cũng ra cầu tập tụ chơi bời với nhau. Anh Đạt mới đi ra bảo em là đi về nhà thì anh mặc áo chống nắng đi lấy phớ đi chém thằng này, thì em mới về nhà thì anh em mới đi lấy đồ để chém bạn kia. Các đối tượng không phải tập trung ở một nơi mà từ nhiều địa bàn khác và quen qua một đối tượng trong nhóm, sau đó tụ tập lôi kéo nhau cùng đi. Nhận thức về pháp luật của những thanh thiếu niên này còn rất là hạn chế, đôi khi chỉ vì kích động bạn bè lôi kéo a dua thì sử dụng những loại hung khí rất là nguy hiểm. Nguy hiểm hơn, những hành vi vi phạm pháp luật đó còn được đăng tải phát tán trên mạng xã hội mà các đối tượng coi đó là những chiến tích và khoe khoang về điều đó. Tại một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành các nhóm, điều khiển xe máy với tốc độ cao, bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng, rồi ghi lại hình ảnh, sau đó đăng lên mạng xã hội. Ngoài ra, các đối tượng thông qua mạng xã hội để lập hội nhóm, lôi kéo nhau tham gia vào những hành vi phạm pháp. Những hình ảnh đấy là còn được đăng lên mạng xã hội nên là nó đã dần trở thành hình tượng của nhiều bạn trẻ. Bây giờ cũng có nhiều người, nhiều học sinh ra ngoài đường gây gổ đánh nhau. Theo thống kê của Công an tỉnh Hưng Yên, trong 10 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 58 vụ với 227 đối tượng là người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Trong đó có 2 thiếu niên dưới 18 tuổi tử vong, khởi tố 115 bị can. So với cùng kỳ năm trước,
tăng 13 vụ, tăng hơn 20 đối tượng, đa số ở độ tuổi từ 14 đến dưới 18 tuổi. Hành vi phạm tội chủ yếu là gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Điều đáng buồn là các đối tượng có những hành vi vi phạm pháp luật ngày càng trẻ, trong đó có nhiều em vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Đại úy Nguyễn Xuân Hưng, đội trưởng đội chống tệ nạn xã hội và buôn người, phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Hưng Yên, trực tiếp tham gia đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án liên quan đến thanh thiếu niên phạm tội trong thời gian vừa qua cho rằng môi trường xã hội hiện nay có quá nhiều cám dỗ khiến trẻ em dễ sa vào những hành vi vi phạm pháp luật nếu không có sự quản lý chặt chẽ từ phía gia đình. Người chưa thành niên vi phạm pháp luật đều thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình. Công tác quản lý nhà nước như dịch vụ internet, nhà hàng, quán bar là chưa được tốt, dẫn đến là các đối tượng ảnh hưởng xấu từ các hoạt động trên. Thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Minh Trang, giảng viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên cho rằng, dưới góc độ tâm sinh lý của tuổi vị thành niên, cộng với các em dễ dàng tiếp cận với internet và mạng xã hội đã ảnh hưởng nhiều đến hành vi phạm tội ở lứa tuổi này. Các em bắt đầu bước vào độ tuổi dậy thì các em có rất nhiều sự thay đổi về tâm sinh lý. Các em cảm thấy mình đã lớn rồi và vì vậy là các em muốn có những hành vi, có những cái việc làm thể hiện là mình đã lớn. Nhất là khi mà các em đang sống trong một cái môi trường mà giữa thế giới ảo và thế giới thật, nhiều khi chính bản thân các em lại bị cái chi phối bởi cái thế giới ảo nhiều hơn. Đặc biệt là ví dụ như game bạo lực, chính bản thân các em chơi và sau đó là nó tự nhiên nó ngấm vào người. Nên là bản thân các em thực hành và các em làm những cái hành vi ở trên game hoặc là những cái hành vi, những cái việc làm trên mạng xã hội có những cái ảnh hưởng rất là tiêu cực và để lại những cái việc làm, những cái hậu quả mà chính bản thân các em cũng không nhận thức được. Thực tế trong nhiều vụ việc vi phạm pháp luật của người chưa thành niên xảy ra vừa qua thì vai trò quản lý của gia đình bị buông lỏng, thiếu sự sát sao từ các bậc phụ huynh dẫn tới những hậu quả đau lòng. Đã hơn 4 tháng kể từ ngày người con trai duy nhất bị tử vong trong vụ ẩu đả, rượt đuổi nhau giữa hai nhóm thiếu niên tại huyện Khoái Châu. Người mẹ này chưa một lần tròn giấc. Con trai chị Lở đang học lớp 9. Hoàn cảnh gia đình, bố mất sớm, chị lại đi làm cả ngày nên thời gian dành cho con mình không nhiều. Con thường xuyên đi chơi vào buổi tối nhưng chị không kiểm soát được con đi đâu, chơi với ai và làm gì. Đến khi xảy ra sự việc thì đã quá muộn. Cháu nó chơi đông, nó vì nó đi học lớp 9 thì không biết là cháu nó chơi với những bạn nào thì tôi cũng không nắm bắt được là những người nào đi cùng với con mình. Một chút cháu nhã nhí mải chơi, các bạn nó rủ mà hóa ra cháu không bao giờ còn trên cõi đời nữa. Mọi người nên quan tâm và để ý các con vì là tuổi trẻ các cháu nó cũng còn chưa hiểu biết được sâu, chỉ một lúc nông cạn mà hóa ra là các cháu cũng thiệt thòi. Trước tình hình người chưa thành niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, ngày 27 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn đã ký ban hành chỉ thị 12 về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Chỉ thị yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương phải có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng này để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trẻ vị thành niên chính là tương lai của đất nước. Vì vậy, để phòng ngừa tình trạng tội phạm trẻ hóa, cần có sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Mô hình quản lý giáo dục thanh thiếu niên, trẻ em, học sinh hư không vi phạm pháp luật tại xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động đang đi theo hướng đó với những biện pháp cụ thể. Và đây là mô hình được thành lập xuất phát từ thực tế trong xã có nhiều trẻ em bị lôi kéo vào những hành vi vi phạm pháp luật. Công an xã và các ban ngành đoàn thể cùng gia đình đồng thuận phối hợp quản lý giáo dục giúp trẻ em hư. Bùi Đức Tráng, sinh năm 2007, đang học lớp 10 tại một trường trung học phổ thông của huyện Kim Động, từng bị bạn bè xấu rủ rê, nhiều lần tham gia quậy phá, đánh nhau. Tráng sống cùng ông bà đã già nên không quản lý được em. Trước tình hình đó, ông bà của Tráng đã làm đơn đề nghị đến công an xã Phạm Ngũ Lão đưa cháu mình vào danh sách quản lý giáo dục. Vào mô hình, Tráng được công an xã và các đoàn thể giám sát chặt chẽ, quản lý về giờ giấc, không cho giao du với bạn bè xấu. Sau nửa năm, Bùi Đức Tráng đã thay đổi rõ rệt, không còn đi chơi bời lung tung, phá làng, phá xóm như trước. Đồng thời, chăm chỉ học hành và biết giúp đỡ ông bà việc nhà. Thể trạng của em khỏe khoắn hơn, nhờ có lối sống lành mạnh, chịu khó lao động ở nhà và sinh hoạt điều độ. Từ chỗ cháu cực kỳ là hư, hay bỏ nhà đi chơi, thậm chí là đi đua xe máy, thậm chí là còn đánh nhau. Nhưng đến nay là cháu đã có cái sự chuyển biến tới 70%. Chúng tôi vẫn thường xuyên rèn giũa và quản lý các cháu, giáo dục các cháu cùng với ban công an xã và các ban ngành.
Giống như em Bùi Đức Tráng, em Phạm Tuấn Anh là một trong 16 trẻ em hư chơi bời lêu lổng được gia đình xin cho vào mô hình để phối hợp cùng với công an xã và cộng đồng quản lý giáo dục. Từ khi tham gia mô hình, chị Huyền, mẹ của Tuấn Anh đã dành nhiều thời gian chăm nom con cái hơn, cùng con làm việc nhà và trò chuyện dạy bảo con. Chơi bời bơi, chơi bời lêu lổng làm gì? Công an xã Phạm Ngũ Lão thường xuyên tới gia đình để hỏi thăm tình hình, giám sát các hoạt động của Tuấn Anh, hướng em vào những hoạt động có ích và giúp em tìm việc làm phù hợp. Cháu dạo này nó cũng đỡ rồi. Các bạn rủ dê đi cùng các bạn đánh nhau, với cả phóng xe kẹp ba đi đánh võng ngoài đường. Giờ đây cháu vào mô hình, cháu ý thức được là các việc làm những này đấy cháu làm ra là sai, và các chú cũng bảo ban cháu. Cháu đã biết sai và sửa lỗi, cháu đã không còn như trước đấy ạ. Cháu nó cũng nghe lời và biết đỡ mẹ, ví dụ như mẹ bảo là đi ra đồng thồ hộ mẹ bao thóc thì cháu nó cũng đi, hoặc là tớ mà có phơi thóc thì bảo cháu nó cào, rồi cũng đỡ ông bà ngoại. Mô hình quản lý giáo dục thanh thiếu niên, trẻ em, học sinh hư không vi phạm pháp luật do Công an xã Phạm Ngũ Lão phối hợp với các đoàn thể trong xã và gia đình thành lập từ tháng 5 năm 2022. Đợt đầu có 16 gia đình làm đơn cho con cháu mình vào mô hình. Lực lượng công an xã giám sát, quản lý những thiếu niên này bằng nhiều hình thức: gọi, hỏi giáo dục, răn đe, kiểm tra, theo dõi trên hệ thống camera được lắp đặt quanh xã và tuần tra vào ban đêm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải tán những nhóm thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện xấu. Hầu hết trẻ em được quản lý giáo dục đều thay đổi về nhận thức và hành vi, không có em nào mắc tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Đưa các cháu có biểu hiện hành vi nó chưa đúng thì chúng tôi sẽ vận động gia đình đưa các cháu vào cái mô hình này để chúng tôi tiếp tục là phối hợp và quản lý giáo dục chặt chẽ, với mục tiêu để làm sao các cháu thanh thiếu niên rồi học sinh trên địa bàn là không vi phạm pháp luật. Qua cái hoạt động của mô hình đã thấy được rất là ý nghĩa của cái việc trong công tác quản lý và có biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm đường phố. Sẽ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả hoạt động mô hình, sau đó là sẽ nhân rộng cái mô hình này trên phạm vi toàn địa bàn huyện. Trẻ em ở tuổi vị thành niên, tâm sinh lý chưa ổn định, lại chưa ý thức đầy đủ những hành vi sai trái của mình. Vì thế, vai trò giáo dục của gia đình, nhà trường là cốt lõi, cộng với sự phối hợp của cộng đồng, ngăn chặn những ảnh hưởng xấu từ bên ngoài, hướng các em vào những hoạt động lành mạnh để trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.